Xin chào mọi người. Sản phẩm chắc đây là sản phẩm do tinh dầu bạc và da dâu hoặc hỗn hợp thêm dâu và chất kem lỏng gì cả không gây nhiễm sẽ cho bạn một lớp brightly. Chắc chắn đây là loại kem chống nắng biết chi mà nên thích hơn vào mùa hè. Một số điểm cần lưu ý khi việc sử dụng kem chống nắng Vichy, sản phẩm phù hợp với da dâu, hỗn hợp thêm dầu tốt có mùi nhẹ, những bạn bị dị ứng với mùi cần lưu ý điều này. Da dâu hoặc da nhạy cảm đều có